Xin kính chào quý vị và các bạn. Bất động sản hàng hiệu không dành cho những nhà đầu tư tay mơ. Góc khuất bất động sản hàng hiệu cùng hình ảnh cập nhật tiến độ nhà ga Metro Bến Thành. Thế nào là một vị trí tốt nhất trong bất động sản? Câu trả lời không phải là quá khó để trả lời cho câu hỏi này. Vị trí nằm ngay giữa lòng thành phố, hay nói một cách khác là ngay trung tâm hành chính và dịch vụ thương mại phát triển sôi động. Tại vị trí tốt nhất này, giá trị bất động sản muôn đời không bao giờ giảm giá mà chỉ càng ngày càng tăng lên, dù trải qua mọi khủng hoảng về kinh tế, dịch bệnh hay chiến tranh, hay các sự kiện bất khả kháng nào đó. Theo thống kê, những vị trí tốt nhất của những thành phố sôi động về giao dịch bất động sản hàng đầu thế giới theo thứ tự lần lượt là London, Hồng Kông, New York, Los Angeles, Singapore, Sydney trong 3 năm liền trước dịch Covid-19 luôn tăng giá theo thời gian. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố phát triển sôi động bậc nhất Việt Nam, vị trí kim cương của bất động sản được khoanh vùng ở khu vực trung tâm quận 1, nơi có tầm nhìn ra sông Sài Gòn. Rất nhiều người lầm tưởng khu vực này chỉ nên phát triển bất động sản dạng cao ốc văn phòng hoặc khu phức hợp mua sắm. Thật ra, nếu có một bất động sản cao cấp phân khúc nhà ở, ví dụ như dòng bất động sản hàng hiệu, chắc chắn đó sẽ là một sản phẩm mới rất được mong chờ, để xem hình hài sản phẩm mới này như thế nào. Các sản phẩm này được thiết kế rất đẳng cấp, chất lượng xây dựng cao, sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp và trang thiết bị hoàn thiện, nội thất rất sang trọng, được quản lý bởi đơn vị nổi tiếng thế giới, tích hợp nhiều tiện ích và được cung ứng các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, an toàn, thỏa mãn tối đa sự hưởng thụ của các chủ nhân theo kiểu đo ni đóng giày. Và đặc biệt là tọa lạc tại vị trí đắc địa, rất thuận tiện về giao thông đi lại, có rất nhiều tiện ích dịch vụ đô thị. Nhiều dự án được quảng bá về chất lượng đỉnh cao, với giá khoảng trên dưới 500 triệu đồng trên mét vuông thì tính ra mỗi căn hộ có giá lên đến vài chục tỷ đồng. Sản phẩm dành cho giới rất giàu và siêu giàu trong nước và người nước ngoài đã xuất hiện trên thị trường, đã gây xôn xao dư luận vì phá vỡ mọi kỷ lục về giá bán trong lịch sử hình thành thị trường. Khi mua bất động sản hàng hiệu hình thành trong tương lai, khách hàng đã đặt niềm tin vào đẳng cấp của sản phẩm. Trước hết là tin vào uy tín của đơn vị sở hữu thương hiệu toàn cầu, kế đến là uy tín thương hiệu của chủ đầu tư dự án hay đơn vị phát triển dự án. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần được giải đáp thỏa đáng là khách hàng bỏ tiền mua bất động sản hàng hiệu với giá trên trời, thì liệu đã đúng với giá trị thật của căn hộ theo nguyên tắc tiền nào của nấy, có thực sự đáng đồng tiền bát gạo, việc sử dụng tên của thương hiệu bất động sản hàng hiệu là ổn định lâu dài hay chỉ có thời hạn. Đồng thời, việc quản lý vận hành cung ứng các dịch vụ hàng hiệu được chi trả như thế nào? Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố phát đi khuyến nghị đến khách hàng, trước khi quyết định mua các bất động sản hàng hiệu có giá trị từ triệu đô trở lên, khách hàng và nhà đầu tư cần chú ý tới 5 yếu tố, nhằm đảm bảo dòng vốn hàng chục tỷ đồng bỏ ra đầu tư an toàn và minh bạch. Trước hết, để được công nhận là dự án bất động sản hàng hiệu thì phải đạt tiêu chuẩn của đơn vị quản lý thương hiệu bất động sản hàng hiệu. Song, về mặt kinh doanh thì không có bữa ăn nào miễn phí. Để được sử dụng tên của bất động sản hàng hiệu, chủ đầu tư dự án phải trả chi phí không hề nhỏ cho đơn vị quản lý thương hiệu. Chi phí này chắc chắn được tính đủ trong giá bán nhà, mà người mua nhà phải thanh toán chi phí mượn tên này, kể cả chi phí quảng bá sản phẩm ở trong nước và ở nước ngoài đều được tính đủ vào giá bán nhà. Hiện phân khúc bất động sản hàng hiệu vẫn còn quá mới, chưa có tiền lệ kiểm chứng giá trị và tiêu chuẩn chất lượng. Yếu tố thứ hai, về thời hạn được sử dụng tên thương hiệu của bất động sản hàng hiệu thường không giống nhau, có hai trường hợp xảy ra. Nếu dự án do chính chủ sở hữu thương hiệu bất động sản hàng hiệu là chủ đầu tư phát triển dự án, tự cung cấp các dịch vụ, thì tên thương hiệu bất động sản hàng hiệu được sử dụng ổn định lâu dài theo dự án. Tuy nhiên, đối với dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng tên thương hiệu, thì thời hạn sử dụng tên thương hiệu phải theo giao kết của hợp đồng, ví dụ trong 10 năm hay 15 năm. Sau thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng, thì không còn được phép sử dụng tên thương hiệu này nữa. Do giá trị của căn hộ hàng hiệu gắn liền với thương hiệu, nhà đầu tư cần yêu cầu được minh bạch thông tin về thời hạn dự án được sử dụng thương hiệu đi kèm. Yếu tố thứ ba được nêu ra là về chi phí quản lý vận hành dự án bất động sản hàng hiệu cũng rất đắt đỏ mà chủ sở hữu nhà chung cư chính là người thanh toán, kể cả chi phí quản lý vận hành tòa nhà trong giai đoạn trước khi thành lập ban quản trị nhà chung cư do chủ đầu tư dự án chi trả trước đó. Nếu chủ sở hữu bất động sản hàng hiệu không thuê đơn vị quản lý vận hành đạt chuẩn của đơn vị quản lý tên thương hiệu, không đảm bảo chất lượng công tác quản lý vận hành theo tiêu chuẩn, thì tòa nhà có nguy cơ không được tiếp tục sử dụng tên thương hiệu quốc tế nữa. Thứ tư, về phương thức bán hàng, chúng ta thường thấy thì chủ đầu tư dự án bất động sản hàng hiệu sẵn sàng chi rất đậm cho công tác quảng bá sản phẩm và thực hiện phương thức ra hàng nhỏ giọt, chia nhỏ rổ hàng để tạo ra sự khan hiếm và kích thích tâm lý khách hàng. Kiểu bạn là một trong số rất ít người đầu tiên được sở hữu bất động sản hàng hiệu của dự án. Thứ năm, dự án bất động sản hàng hiệu chỉ giải quyết nhu cầu nhà hàng hiệu cho giới nhà giàu, siêu giàu và cho các lãnh đạo tập đoàn nước ngoài cần lưu trú. Nhìn nhận một cách đúng, nếu so sánh với Mỹ có 1% dân số là người rất giàu, siêu giàu, thì có lẽ ở nước ta tỷ lệ này là rất thấp, có thể thấp hơn hàng trăm lần so với Mỹ. Bên cạnh đó, việc mua để cho thuê lại bất động sản hàng hiệu cũng không phải dễ dàng, vì rất kén chọn khách hàng. Vì vậy, nhà ở có thương hiệu không phải là sân chơi dành cho các doanh nghiệp bất động sản hoặc nhà đầu tư tay mơ.
Từ các yếu tố trên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị khách hàng, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các thông tin của dự án bất động sản hàng hiệu và nhất là nghiên cứu kỹ nội dung hợp đồng để tránh bị nhầm lẫn và đánh tráo khái niệm. Hiệp hội cũng đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản hàng hiệu cần giữ chữ tín, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm, giải thích cặn kẽ hợp đồng mua bán nhà cho khách hàng và có chế độ hậu mãi đúng như cam kết để thực sự mang đến luồng gió mới bất động sản hàng hiệu tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Trở lại tiến độ của dự án One Central Hồ Chí Minh, công trình với hai tòa tháp cao 47 và 56 tầng do công ty Sài Gòn Glory làm chủ đầu tư, Masterway Home làm nhà phát triển dự án và New Techcon là nhà thầu chính thi công. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại mạnh mẽ nhất trong các đợt, ít nhiều cùng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sau khi tiếp quản phần thô 10 tầng khối đế từ nhà thầu trước là công ty Cotecon, theo thiết kế tòa tháp phía tây cao 56 tầng, hiện đang được nhà thầu thi công phần thô đến sàn tầng thứ 12. Còn tháp phía đông cao 47 tầng, một nửa đang thi công sàn tầng thứ 11 và một nửa cũng đã thi công đến sàn tầng thứ 12. Đặc biệt tại hầm B1 của dự án sẽ có hai cổng kết nối trực tiếp với nhà ga Metro Bến Thành.